Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân làm một cái video để Nhân quay về cái khu dự án Trần Anh Riverside. Thì khu Trần Anh Riverside này cũng được tất cả các bạn nhân viên đó marketing cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà để mà quay tổng thể của cái khu thì chưa có bạn nào làm hết, thì cho nên là hôm nay Nhân sẽ quay bằng livecam cho tất cả quý vị khách hàng thấy được cái tổng thể của dự án và tổng quan của cái khu vực xung quanh bao quanh cái dự án của mình. Thì như trước mặt của tất cả quý khách hàng là một cái quỹ đất là trọn vẹn của cái khu Trần Anh Riverside, là với tổng diện tích là 11,192 ha, tức là gần 12 ha nha mọi người. Thì xung quanh cái khu Trần Anh Riverside này thì hầu như là dân cư ở rất là đông rồi, như trước mặt của tất cả quý khách hàng là đường Nguyễn Văn Tôi đó. Đường Nguyễn Văn Tôi này thì cái lộ giới là 20 m cho mọi người. Thì hiện tại cái đường này đã làm lâu rồi, rất là lâu rồi. Còn như mọi người thấy là xung quanh là dân cư rất là đông, cực kỳ đông rồi. Thì cái khu này thì nó cách trung tâm Bến Lức chỉ có 2 km thôi. Còn xung quanh trong vòng bán kính khoảng 1 km đổ lại thì có tất cả những tiện ích rồi. Trường học, bệnh viện, rồi ngân hàng. Đặc biệt nhất là cách khoảng 500 m là từ dự án mình đi ra khoảng 500 m là mình sẽ gặp một cái Cốt mắc Bến Lức nha mọi người. Cho nên là nói về sinh sống thì rất là ok. Nói mình thấy dân cư rất là đông nha mọi người. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ mời tất cả quý khách hàng. Nhân sẽ giới thiệu về cái sơ đồ vị trí và sơ đồ tổng quan của khu Trần Anh Riverside. Bây giờ thì Nhân mời tất cả quý khách hàng cùng nhau đi vào tổng quan dự án. Thì trước mắt của tất cả quý khách hàng là brochure của khu Trần Anh Riverside nha. Thì bây giờ Nhân sẽ giới thiệu cho tất cả quý khách hàng về cái vị trí trước nha. Mà tất cả quý khách hàng hãy nhìn theo con trỏ của Nhân nha. Thì như trước mắt của tất cả quý khách hàng là vị trí của chợ Bình Chánh, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là cái màu xanh này là mình đường quốc lộ 1A nè. Nó còn trước mắt tất cả cửa hàng là đường cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh ở đây. Còn bây giờ là cái dự án của mình thì nằm ngay trong cái chỗ con trỏ nha chị. Thì trong vòng bán kính khoảng 1 km là có tất cả những tiện ích cho tất cả của khách hàng rồi. Nhưng bây giờ là mình thấy là cốt mắc Bến Lức thì từ dự án mình đi ra nó khoảng 500 m, rồi bệnh viện Đa khoa Bến Lức nè. Còn bên đây là ủy ban nhân dân của huyện Bến Lức. Ở đây là chợ Thượng Đạo. Thì chợ Thượng Đạo này còn nguyên một cái tổng của cái con trỏ Nhân chỉ cho tất cả quý khách hàng là cái quỹ đất này là của khu công nghiệp Thượng Đạo. Thì khu công nghiệp Thượng Đạo này là nó đã có từ lâu rồi nha mọi người, và bây giờ nó đang hoạt động. Còn ở đây như mọi người thấy ở đây có cảng, cảng gì đó tiếng Anh không biết đọc luôn. Còn đây là cảng Bình Điền. Còn mình xích xuống một chút xíu nữa là có cảng Thành Tài. Còn ở đây là mình thấy có tất cả đầy đủ những tiện ích, như trường thì có trường mẫu giáo Long Định, trường trung học cơ sở Long Can, trường trung học phổ thông Long Can. Còn đây là trung tâm y tế Long Can nè. Thì trong vòng bán kính chỉ 1 km thôi thì tất cả quý khách hàng mình có tất cả những tiện ích. Còn sau này là nó có một cái đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, thì cái này là dự tính trong tương lai nha mọi người. Nên như đây là nó để vị trí tiềm năng nha. Thì cái này thì tất cả quý khách hàng mình muốn xem thì mình cứ bấm nút dừng lại để mình xem. Thì nếu mà Nhân nói hết luôn thì nó rất là mất thời gian hay là tiện ích ha. Còn đây tổng quan dự án nè, như người tất cả quý khách hàng thấy là tổng quan dự án là quy hoạch 11,196 ha, tức là gần 12 ha nè.
tổng diện tích xây dựng là 50.000 mét vuông. Diện tích nhà phố liền kề là 12.983 mét vuông, là bao gồm là 200 căn nhà. 200 căn nhà là 200 căn nhà phố liền kề là bên chủ đầu tư đang bán. Còn ở đây là diện tích biệt thự trong lập. Diện tích biệt thự này là bán nền nha mọi người, thì gồm 280 nền, tức là tổng cộng của các khu mình là có 480 nền đất. Đất công cộng trường học là 5.700 mét vuông. Còn đây là công viên cây xanh là 15.000 mét vuông nè. Hạ tầng ha, diện tích giao thông. Bây giờ mình đi vào chi tiết của dự án nha mọi người. Như trước mắt của tất cả quý khách hàng là mình thấy là cái bản đồ phân lô quy hoạch. Như ở đây mình thấy là số 1 nha mọi người. Ở đây số 1 là trường học, còn số 2 là sân tennis, số 3 là hồ bơi, còn số 4 là công viên, số 5 là bãi đỗ xe, còn số 6 là cái hồ điều hòa. Hồ điều hòa này là trong này công ty sẽ quy hoạch theo cái kiểu là một cái con kênh, nó bao bọc cái dự án của mình luôn, cho nên nó sẽ rất là mát mẻ cho mọi người. Nếu như trong đây là mọi người thấy là mình công ty là bên chủ đầu tư họ sẽ phân lô để bán đất, tất cả là biệt thự, lô biệt thự là ngang ít nhất là ngang 8 mét, dài khoảng 14, 15, 16 cho tới ngang 8 và 20. Còn nguyên cái khu đằng trước này là mình thấy là tất cả đây là 200 căn nhà phố là thuộc khu này. Thì bây giờ là chủ đầu tư đang bán nhà cho nên Nhân sẽ nói về nhà trước cho tất cả quý khách hàng mình cùng được tìm hiểu. Như ở đây là mình thấy là diện tích đất, nhưng mà ở đây là xây nhà đó nha mọi người. Và có những cái căn nó sẽ là ngang 4 dài 23 nè, nó ở ngoài nè, còn ở trong thì nó khoảng ngang 4 dài 16. Thì cái giá rumor, giá khởi điểm của dự án Trần Anh Versailles là 820 triệu một căn. Nói như bên đây thì có những căn nhỏ hơn thì ngang 4 dài 11. Đây là ngang 4 dài 15 nè. Ngang 4 dài 15. Thì như tất cả của khách hàng mình thấy ở đây là tất cả là nhà hết nè. Còn cái chỗ này là có diện tích, những cái chỗ có diện tích là bên sàn bên công ty Cát Tường bán. Còn những bên màu trắng là nó cũng phân lô giống như bên Trần Anh luôn, nhưng mà bên đây là của bên chủ đầu tư Trần Anh bán, còn bên đây là bên Cát Tường bán. Mọi người thấy ha. Còn bây giờ thì Nhân sẽ nói sơ sơ về cái mẫu nhà của mình. Thì hầu như là nếu như quý vị khách hàng mình đã xuống đây rồi thì mình chỉ thấy là bên chủ đầu tư chỉ mới làm móng thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ không hình dung được cái nhà nó như thế nào. Thì Nhân sẽ giới thiệu sơ sơ về cái mẫu thiết kế cho tất cả quý hàng cùng được xem. Thì bây giờ Nhân sẽ nói sơ sơ thôi nha mọi người, chứ còn nói hết thì nó sẽ mất khoảng nửa ngày, cho nên là quý vị khách hàng mình nếu mà quan tâm thì cứ gọi cho Nhân để Nhân tư vấn rõ hơn cho tất cả quý khách hàng cùng được xem. Như ở đây là cái mặt bằng của cái tầng trệt nha mọi người. Thì nó có cái sân trước. Sân trước là 2m nè. Thì sân trước thì mình bước vào là sẽ tới phòng khách và có một cái bếp ở phía sau. Còn phía sau cùng nó sẽ có một cái sân. Thì cái sân này tận dụng làm giếng trời để làm mình có thể phơi đồ ở phía sau. Còn cái nhà này là mình xây theo kiểu là tầng đó, cho nên là nhìn vào thì nó rất là khó hình dung. Cho nên là quý vị của khách hàng mình cứ liên hệ với Nhân để Nhân tư vấn rõ hơn và mình xem bên cái mẫu 3D á, nó sẽ chi tiết hơn. Còn cái này thì nó không chi tiết lắm, mình chỉ nhìn sơ sơ thôi. Còn đây mặt bằng của tầng lầu nè, đây tầng trệt, đây là tầng lầu. Tầng lầu thì mình
nó như đây cầu thang, nó cầu thang chính giữa ha. Cầu thang mọi người bước lên lầu thì ở phía trước thì nó có một cái phòng ngủ, và cái nhà mình có một cái ban công nha mọi người. Còn ở đây là nhà vệ sinh, ở đây là một phòng ngủ phía sau nữa, tức là ở trên lầu 1 là mình có hai phòng ngủ và một cái vệ sinh. Còn mình sẽ bước lên tầng 2. Nói như tầng 2 thì mọi người thấy ở đây là ở phía trước mình cũng có một ban công nè. Còn ở đây là một cái kho đựng đồ, chứa đồ. Còn phía sau mình là có một phòng ngủ nữa. Thì tổng cộng của một cái căn nhà này là nó bao gồm 3 phòng ngủ. Đó, nhiều người thấy ha. Còn ở đây là nó mặt cắt AA nè, như mọi người thấy ha. Thật sự thì mình nhìn vào vậy thôi nhưng mà nó rất là phức tạp nha mọi người. Cho nên là không thể nào mà hình dung nổi được cái căn nhà này. Nhưng phía trước là mình thấy sân nè. Rồi bước vào là phòng khách. Còn phía sau là bếp. Còn phía sau đó là một cái sân sau. Nói như mình bước trên lầu là phía bên tay phải mình có một phòng ngủ. Còn phía trước là bên tay trái mình thêm một phòng ngủ, là hai phòng ngủ. Và một cái kho, bước lên cầu thang của tầng thứ hai là có một cái kho, và bên tay phải luôn là một cái phòng ngủ tiếp tục. Còn chỗ này là mình để trống cho mọi người. À đây, đây mọi người thấy ha. Thì nhà này, nhà cái kiểu nó là tầng đó. Còn ở đây là mặt cắt BB nè. Thì cho tất cả quý vị khách hàng mình xem sơ thôi. Còn để mà nói hết, tư vấn hết về cái mẫu nhà, về thiết kế nhà thì nó mất rất là nhiều thời gian nha mọi người. Rồi thì hiện tại nếu như mà những cái video trước thì Nhân có nói với tất cả người khách hàng đó, thì một cái dự án mà với những cái căn nhà đang xây, mà đang xây thật sự là nó chỉ mới cái làm móng thôi, mới đóng cọc thôi, với lại là cái hạ tầng nó cũng chưa có. Thì bây giờ là mình chỉ mong nhất ở một điều ở dự án là gì? Đó là cái pháp lý, giấy tờ pháp lý. Còn cái vị trí thì khá ok rồi, nếu ở là mình không bằng tính tới rồi. Nó rất là nhiều tiện ích xung quanh. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái pháp lý. Bây giờ Nhân sẽ cho tất cả người khách hàng mình cùng được xem 1/500. Bởi vì 1/500 là nó cực kỳ quan trọng để nó quyết định được một cái dự án có ra được sổ hồng hay không, và chủ đầu tư họ có làm hạ tầng cho mình hay không. Nhân sẽ cho tất cả người khách hàng cùng nhìn cái quy hoạch 1/500, tức là phê duyệt 1/500 của nhà nước cho mọi người. Thì Nhân nói từ đầu đó là một cái dự án mà hạ tầng chưa có nè, còn bán nhà thì hiện tại là chỉ mới có cái móng thôi. Thì cho nên là làm sao để mình chắc ăn được cái là mình sẽ không có rủi ro, thì mình cứ nếu như mình mua dự án thì mình cứ căn cứ vào 1/500 của dự án. Nếu như dự án nào có 1/500 rồi thì chắc chắn một điều là dự án đó sẽ ra sổ được cho tất cả quý vị khách hàng. Như tất cả quý vị khách hàng mình thấy ha, đây là quyết định phê duyệt 1/500 khu dân cư Trần Anh Riverside, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì bây giờ Nhân sẽ nói sơ sơ thôi, còn tất cả quý khách hàng mình có thể bấm dừng lại để mình đọc nha. Còn Nhân đọc hết cái này thì rất là lâu. Đây là những điều khoản chung của những cái dự án là của bên nhà nước ban hành. Còn dưới đây là quyết định nè, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Trần Anh Riverside, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với nội dung như sau. Thì thứ nhất là điểm quy hoạch xây dựng là thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Quy mô diện tích là 11,196 ha. Chủ đầu tư công ty cổ phần bất động sản Trần Anh Long An. Đơn vị là công ty luôn, công ty này là công ty con của bên Trần Anh là An Thành An. Công ty xây dựng nha mọi người. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch, đây là lý do nha. Thực hiện theo quyết định chủ đầu tư nè,
của Ủy ban tỉnh Long An về việc chấp thuận cho công ty cổ phần bất động sản Trần Anh Long An đầu tư dự án khu dân cư biệt thự. Rồi bây giờ thì mấy cái này thì quý vị khách hàng mình bấm dừng lại đọc dùm nhân nha, đợi cho đỡ mất thời gian mọi người. Đây là cách căn cứ lập quy hoạch, các cơ sở pháp lý này. Đó, đây là những cái của bên nhà nước ban hành. Còn đây là các nguồn tài liệu, số liệu. Đây, chích đo bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp mới nhất. Bản đồ đo đạc địa hình khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500. Đây là ranh giới và phạm vi quy hoạch. Phía bắc là giáp khu dân cư hiện hữu và công ty Thắng Lợi nè. Phía nam là giáp khu dân cư hiện hữu và rạch công cộng. Phía tây là giáp sông Vàm Cỏ Đông. Phía đông là giáp khu dân cư hiện hữu và đường Nguyễn Văn Tui. Đất đai là 11,196 ha, dân số là 1.500 người, tức là trong khu này thì cái dân số sau này nó rơi vào khoảng 1.500 người. Đây là các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Chỉ tiêu sử dụng đất gồm đất ở, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông. Đất ở là 32,8 mét vuông trên một người, tức là một người là sử dụng được khoảng 32,8 mét vuông. Còn đất công trình công cộng là 3 mét vuông một người. Đất cây xanh là 12 mét vuông một người. Đất giao thông là 26,3 mét vuông một người. Đây là cấp điện. Rồi mọi người dừng lại đọc giùm danh nha. Còn đây là các yêu cầu nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định các khu chức năng trong khu quy hoạch. Khu xây dựng nhà ở gồm nhà phố nè, nhà liên kế và tái định cư. Còn trong khu là sẽ có khu xây dựng công trình công cộng, nhà trẻ mẫu giáo, trạm xử lý nước thải, khu công viên cây xanh, thể dục thể thao. Yêu cầu tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, thiết kế đô thị, xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao xây dựng, phản lùi công trình. Đây là cấp điện, còn như đây là cấp nước. Đây là lưu ý chỉ giới xây dựng sông Vàm Cỏ Đông, cách mí sông là vào 50m. Chủ đầu tư nghiên cứu xây dựng bờ kè cặp sông và có mảng cây xanh cách ly. Tức là trong 1/500 là bắt buộc bên chủ đầu tư phải cách từ mé sông vào 50m.
là chủ đầu tư được phép làm những cái công trình công cộng, và bắt buộc là bên chủ đầu tư phải làm cái bờ kè của sông nha mọi người. Thì 1/500 là một cái quyết định là của nhà nước ban hành xuống, cho nên là bắt buộc bên chủ đầu tư họ sẽ làm. Còn nếu như họ không làm theo cái 1/500 của chủ của nhà nước thì họ sẽ bị phạt rất là nặng nha mọi người. Còn ở đây là bên chữ ký của chủ tịch ủy ban nhân dân, đây là Trần Văn Tươi nha mọi người. Nó thì nãy giờ như quý vị đã đọc và thấy đó, là quyết định 1/500, thì như nhân nói đó là bây giờ là hiện tại cái dự án là nó chưa có hạ tầng và chưa xây nhà, nhưng mà đã bán nhà rồi thì làm sao để mình cắt ăn, là mình mua vào những cái dự án nó không có rủi ro, thì bắt buộc là mình phải căn cứ vào cái 1/500 của nhà nước đã phê duyệt. Còn một lát thì Nhân tiếp tục, nếu như sau này quý vị khách hàng mình mua nhà trong khu Trần Anh này á, là mình sẽ có trong cái trong cái hợp đồng của mình á, thì bên công ty sẽ có một phần là sẽ đưa vào bên hợp đồng là cam kết nếu như chủ đầu tư trong vòng 12 tháng không giao nhà cho tất cả người khách hàng là bên chủ đầu tư sẽ bị phạt với cái mức lãi suất là 125%. Tức là ví dụ như căn nhà của mình 1 tỷ mà quý vị khách hàng đã trả 1 tỷ rồi, thì tới cái ngày mà giao nhà nếu công ty chưa giao thì công ty sẽ trả lại 100% số tiền của quý vị khách hàng đã đóng, ví dụ như 1 tỷ là công ty sẽ trả lại 1 tỷ, và công ty sẽ bị phạt lãi suất là 25% nữa của tổng giá trị mà quý khách hàng đã đưa, tức là 1 tỷ 25% là 250 triệu, là bên chủ đầu tư họ sẽ đền cho tất cả quý khách hàng là 1 tỷ 250 triệu. Bây giờ hiện tại là Nhân quay từ phía sau, thì như tất cả quý khách hàng thấy thì hiện tại khu Trần Anh Riverside là xung quanh dân cư phải nói là rất là đông rồi. Nếu mà nói về cái mặt tiền đường Nguyễn Văn Tươi đó, thì hiện tại cái mặt tiền nó không còn vị trí đất trống nữa, mà dân đã ở là hầu như là đã kín hết. Cho nên đây cũng là một cái lợi thế của mình để mình đầu tư. Nó như tất cả quý vị khách hàng thấy đó, thì xung quanh dự án cũng có khá nhiều cái nhà xưởng, nhưng mà những cái nhà xưởng này là những cái nhà xưởng sản xuất khô, sản xuất sạch. Còn nếu như những cái nhà xưởng mà sản xuất theo cái kiểu mà có chất thải, thì tất cả 100% nhà nước sẽ đưa họ vào những cái khu quy hoạch của những khu công nghiệp, vì những cái khu công nghiệp thì họ mới có những cái hệ thống cấp thoát nước thải, xử lý nước thải mới đàng hoàng. Còn như mình thấy là những cái xà lan đang đậu trước mặt của mình á, trên trong vòng Bảo Đông á, là đó là những cái cảng, những cái cảng mà vận chuyển hàng hóa từ cảng Cẩm Nguyên đó mọi người. Đó, như mình thấy thì rất là đông ha. Thì Nhân nói lại một cái lợi thế của những cái dự án mà mới làm khởi điểm. Thì hiện tại là bên Trần Anh Riverside thì dự án là đang bán nhà, nhưng hiện tại của khách hàng mình đi vào thì mình thấy hầu như là chưa có nhà để tham quan, chưa có nhà mẫu. Thì hiện tại chỉ mới có làm móng thôi, nhưng mà đây là một cái lợi thế để mà mình đầu tư kinh doanh, hoặc là mình mua được với cái giá rất là tốt. Vì đầu tiên thì nó chưa có hạ tầng, cho nên là chủ đầu tư họ sẽ bán cái giá rẻ, và lúc đầu thì mình chỉ cần thanh toán khoảng 50%, còn lại 50% thì mình có thể trả đều trong vòng 12 tháng, tức là mình được góp 12 tháng. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà mình đầu tư, khi mà mình chỉ cần bỏ 50% rồi mình góp vốn đều trong vòng 12 tháng thì bên chủ đầu tư họ sẽ tự làm hạ tầng cho mình. Lúc đó mình không cần làm gì hết, mà lúc đó chủ đầu tư họ sẽ làm cho mình rồi. Cho nên là cái hạ tầng nó càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hoàn thành, thì cái lúc mà làm những cái nhà đó được hoàn thiện thì lúc đó người khách hàng mình sẽ bán lại được với cái giá sinh lời sẽ rất là cao. Còn như Nhân nói lúc nãy đó, thì những cái dự án như thế này
thì làm sao mà để mình chắc ăn được 100% là mình đầu tư không có rủi ro? Thì bằng cách là lúc nãy như Nhân nói là chỉ cần quý vị khách hàng mình đi tất cả những dự án, bất cứ dự án nào cũng vậy, nếu như hiện tại là nó chưa có sổ thì quý vị khách hàng mình chỉ cần xem xét 1/500 của cái khu dự án mình sắp đầu tư hoặc là mình sắp mua để ở, chỉ cần có 1/500 thì chắc chắn một điều là nơi đó sẽ làm hạ tầng và làm giấy tờ pháp lý cho mình. Vì nếu như mà bên chủ đầu tư dự án mà họ không làm thì họ sẽ bị phạt, bên nhà nước phạt rất là nặng nha mọi người. Cho nên chỉ cần thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu về cái 1/500 của dự án. Và cái lợi thế tiếp theo là như Nhân nói lúc nãy là nếu như những cái sản phẩm của những dự án mà đang tách sổ hoặc là nhà thì đang xây thì lúc đó chủ đầu tư sẽ cho mình trả góp. Cho nên là ví dụ như một cái căn nhà mình chuẩn bị mua lại cái giá 1 tỷ thì chỉ cần mình trả trước chỉ 50% là khoảng 500 triệu. Thì cái phần còn lại mình có thể trả góp dài hạn và mình lấy cái số tiền đó mình có thể làm được rất là nhiều việc khác hoặc là mình đầu tư những nơi khác nha mọi người. Nên như hiện tại thì mọi người thấy là hạ tầng nơi này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10% thôi chứ chưa có nhiều. Còn cam kết của chủ đầu tư là trong vòng 1 năm sẽ giao nhà cho mình. Và với cái giá khởi điểm là 820 triệu một căn. Và cái ngày mở bán ngày 4 tháng 11 năm 2017 vào lúc 8 giờ sáng tại nhà hàng Adora, địa chỉ 198 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng. Nếu như quý vị khách hàng mình muốn đặt chỗ hoặc là lên tham quan mở bán thì hãy gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.